Chuyên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì tiếp theo hôm nay lên sóng với anh em một con Grand Pha tầm đời 2009 ha. Con này thì nói chung là cái chất xe là zin mộc anh em ha, dán keo nguyên con và có dán keo cả cái đùm trước nữa anh em ha, cái gấp à quên cái dàn chân trước anh em ạ. Đó, có dán keo cả cái đó luôn anh em ha. Nói chung là chủ xe rất là kỹ anh em ạ. Xe này là thực chất là zin mộc và rất là đẹp, máy thì cực kỳ chắc. Thực chất con này máy cực kỳ êm anh em ạ. Anh em nào mà đang cần có nhu cầu mua Grand Pha tầm đời 2009 á thì có thể tham khảo con này nha. Máy chất xe thì em ấy cực kỳ ok anh em ha. Anh em nghe thử tiếng máy này. Cực kỳ nhẹ anh em ạ. Cái dàn hơi nó ra và cái tiếng máy nó nổ nó cực kỳ nhẹ và lăn nhá anh em. Nó rất là nhẹ nhàng, nó không giống như là kiểu một con xe mà anh em khi nổ ra anh em sẽ nghe tiếng ì ì ì ì á. Mà con này nó cái dàn hơi nó ra rất là nhẹ nhàng và thật kiểu là thanh thoát anh em. Đó. Thì con này là 11 triệu 500 nhá, xe thì cũng mới vừa về thôi. Anh em tham khảo thì nhắn em nhá. Bây giờ em đi chi tiết cho mọi người nhá. Con này là dán full keo hết anh em ha. Này, tất cả các chi tiết đều dán keo này. Cái này thì bên em sẽ lột ra sau ha. Bên em sẽ lột ra hết keo ra. Dàn áo là full keo hết anh em ha. Nếu mà có chày thì cũng là chỉ là chày keo thôi. Đấy, chứ không có bị chày áo nha anh em. Đấy, xe nói chung là rất là mộc và đẹp. Không xi dặm hết anh em nhé. Đấy, anh em xem đánh giá không xi dặm gì hết. Đó. Nguyên bản luôn. 11 năm anh em ha. Xe 209. Quay A 209 tem còn nguyên hết. Cạc te không xi dặm nhá. Cạc te không xi dặm luôn anh em nhé. Cạc te không xi dặm này, cột này. Rồi. Dàn chân zin mộc anh em ạ, dàn chân zin mộc. Dàn cam. Cam đồng đèn thì oxy hết mọi người, cam đồng đèn thì oxy hết nhé. Chất xe cực kỳ đẹp anh em, chất xe cực kỳ đẹp. Anh em nhìn những cái chi tiết này, đó, nhìn những cái chi tiết này. Cuộc đồ các thứ này, đó, rất là đều đẹp, ốc tán này. Ốc tán này. Đó, anh em thấy không? Nước ốc nước đồ là rất là ok ha. Đó. Còn con này là dán keo full con hết rồi nên là áo sống rồi nó đẹp lắm. 64 ha, biển 4 số này, sang tên rút gốc được hết nhé. 8755 tem zin, áo zin hết đó. Xe là nói chung nếu mà có chày thì chỉ là chày sức keo thôi anh em ạ. Đấy, rất là đều và đẹp luôn đó, sức keo thôi. Đấy, dán hết, dán keo hết anh em, full con mà, dán keo full con mà, gấp mà vô bọng nguyên hết, ốc tán dàn chân. Anh em xem xe đánh giá giúp em nhé. Đấy, các cái chi tiết dàn chân dàn độ rồi. Đó, rất là đều và đẹp luôn, rất là đều và đẹp. Đấy, anh em tham khảo thử nha. Nghe thử cái dàn hơi nó ra. Vô bọng zin nhé, không cấn móc một lỗ gì anh em ạ. Chắc anh em ạ. 11 năm anh em ha, 11 năm. Đó, anh em nào cần thì nhắn em nhé. 0932325278 là việc bên em thì có trả góp và ship xe. Đấy. Quay A thì rất là nhiều, trên thị trường quay A rất là nhiều anh em ạ. Nhưng mà để kiếm một con quay A mà chất xe nó còn đẹp, còn ngon, máy nó còn ngon thì nó hiếm anh em ha, tại vì tầm đời này cũng là đời 2009 rồi. Xe đi nói chung là tất cả mọi thứ xe tầm đời 2009 thì đi cũng rất là nhiều rồi. Nhưng mà được cái con này em thấy là nó còn rất là ổn, từ dàn chân đến dàn áo rồi dàn máy đó thì nó cực kỳ nét. Con xe này rất là giữ gìn anh em biết không? Con xe này rất là giữ gìn. Xe rất là giữ gìn. Anh em nhìn chi tiết. Máy móc zin hết anh em ha, máy móc zin hết rất là đẹp luôn. Anh em nhìn dàn ốc dàn đầu của nó đấy. Đấy, sát cạnh nó răng xanh là còn hết, đầy đủ hết. Đấy, không dấu chạm anh em ha, không dấu chạm nhé. Đây, anh em nhìn cái bựng này.
Thường thường cái bựng, mấy cái bựng xe thì nó hay bị rước nhiều nhất nha. Đây anh em nhìn thấy không? Cái bựng xe thì thường thường sẽ hay rước xước, nhưng mà cái này thì rất là ok. Tem zin áo zin từ trước ra sau luôn. Đấy, tem zin áo zin từ trước ra sau luôn. Đấy mọi người thấy không? À, rất là đều và đẹp nhá. Rồi bây giờ xuống dàn chân này. Đấy, cái phên phục này là họ dán keo hết này anh em này. Phục này dán keo này, bên em mới bóc ra tí tí đây. Đấy. Dán keo lên là nó cũng không bị nổ anh em ạ. Con này dán keo được cái khúc ngoài nó không bị nổ, chứ đa số là nó sẽ bị nổ cái sơn này hết này. Đó. Anh em nhìn thấy cái mã ở trong này không? Cái mã chữ đen nó còn nhá. Cam đồng điền thì oxy hết. Anh em nhìn dàn cam, dàn cam này. Rất là đều và đẹp luôn. Đấy, xe được mới về thôi, ốc tán còn tươi không? Cam đồng đồng điền là oxy nhá, cam đồng điền là oxy. Ốc rất là đều và đẹp. Vỏ lốp dày nhá. Đấy. Anh em xem đánh giá cái chất xe của con 11 năm này nó như thế nào. Máy cực kỳ ngon anh em ạ, máy cực kỳ ngon. Dàn chân dàn áo này em thấy cũng rất là đẹp, đánh giá con này là rất là đẹp. Đây. Anh em mua xe anh em để ý ha. Những cái người mà họ lắp cái khóa càng này là họ rất là kỹ nha. Rất là kỹ và chăm xe nha anh em. Đấy, họ dán cả cái keo này anh em thấy không? Họ dán cả cái keo bọc ngoài phía ngoài này, bảo vệ luôn. Đó. Lắp cả khóa càng rất là kỹ càng luôn. Đó. Mọi người tham khảo nha. À, chất xe đẹp. Đúng đẹp luôn. Anh em tham khảo thì lấy con này giúp em nhé. Đấy. Ốc bán các thứ, tem bọc hai bên. Đó. Cánh hai bên thường thường là anh em thấy cái dàn cánh nó rất là xấu, mà nó quẹt này quẹt kia nó rất là xấu, nhưng mà con này cực kỳ đẹp. Con này lột keo ra là rất là sạch và đẹp. Đó, rất là sạch và đẹp. Anh em nhìn chóa đèn này. Sáng lắm. Chóa đèn còn rất là sáng anh em. Chóa đèn còn rất là sáng cực kỳ luôn. Đó. Bao tay bao đồ là mọi thứ là còn nguyên hết, bao tay zin luôn, bao tay zin gù zin hết. Sao cho anh em cục máy phía bên này nè. Cực kỳ chất nhá. Con này cực kỳ chất anh em ạ. Phun keo nhá, áo phun keo hết, áo phun keo hết. Đấy. Bao tay nguyên còn, bao tay phù còn hết này, tất cả các chi tiết này. Mặt đồng hồ với mặt này này cũng là dán keo hết anh em. Thấy cái bờ cổ này cũng dán keo luôn. Đấy. Đúng là full keo anh em ạ. Full keo hết anh. Cái này thì bên em có thể bên em sẽ lột ra cho nó đẹp. Máy êm cực kỳ, nhẹ cực kỳ, rất là nhạy. Đấy, máy rất là nhạy luôn anh em. Kỳ nhẹ anh em á, đề nhẹ cái nổ, đề nhẹ cái nổ. Đấy, bác nào cần thì nhắn em nhé, bác nào cần thì nhắn em. Coi thử cái phía trong này nữa. Bình xăng cũng đẹp anh em, bình xăng đồ quá trời đẹp. Bình xăng rất đẹp nhé, bình xăng rất đẹp. Đấy, có gì anh em gọi giúp em ha, bình xăng đồ tất cả mọi thứ ok ổn áp. Đấy, có gì anh em gọi giúp em 0932325278 làm việc trực tiếp đến cửa hàng giúp em nhé. Đây con này biển 4 số sang tên gốc được, trả góp ship xe đều được hết nha mọi người. Đó, anh em nào cần thì nhắn em 0932325278. Con này cực kỳ đẹp nhé anh em. Anh em nào mà đang có nhu cầu và muốn mua xe Alpha đồ thì có thể tham khảo lên mấy dòng này giúp em nha. Rồi, vậy nha anh em.